là mình dám đập tượng Phật không? Mà cả tới tượng Phật mà nó còn không biết tên nữa. Nó chỉ nói là đập một cái tượng của Đức Thích Ca. Rồi cái tượng của bà Quan Âm thì nó không kêu bà Quan Âm mà nó nói cái tượng Phật ông Quan Âm. Rồi cái tượng sau thì nó không biết cái tượng đó là tượng gì nữa. Quý vị thấy cái thằng này nó mở cửa qua báo đi vào không? Ông nói là Phật A Di Đà là không có. Đó. Rồi Thích Minh Tuệ của chúng ta nó tu theo cái hạnh đầu đà của Đức Phật A Di Đà. Thì thằng này nó bài bác là nó nói là Phật Di Đà không có. Nó thì quý vị thấy nó có tu cái gì đâu. Mà sao bên đạo thống nhất này không trừ những cái thằng không trừ gian diệt bạo, những cái thằng mà thầy chùa giả nè. Rồi bây giờ cái thằng này là nó là người đời nữa mà nó lên đó nói như vậy mấy ông cũng để. Nó thành thử ra quý vị cộng đồng mạng hãy coi lên, hãy nghiệm xét kỹ, bỏ cái thằng này xuống ống cống đi. Bây giờ địa phương đó người ta đứng lên, ta tố nó là chẳng cái, nó là cái thằng ở ngoài đời không ra gì hết. Nó đừng nói nó là chủ trì gì chứ không quý vị. Nó nói với bà cô nó hai người dành chỗ đó thì hồi đó cái ông thiền sư của sư phụ Thích Minh Tệ đó thì được tới 12 mẫu đó nghe quý vị, 12 mẫu đất lên. Bây giờ chia ra lại người 6 mẫu. Nói bây giờ bên dòng họ của y cũng đứng lên bố nó. Rồi bây giờ trồm sớm là nói nó chẳng có tu gì hết, nó mượn đạo tạo đời thôi, nó muốn được nổi tiếng. Nó nói Phật không có mà hỏi chứ ai mà người tu mà dám đập tượng Phật không, thì quý vị coi cái thằng này nó lại. Nó còn khủng khiếp hơn mấy thầy chùa giả nữa. Đó. Vậy quý vị hãy đào thải nó. Rồi bằng một cách nhiệt tình lên để xóa tên cái thằng này ở trồn số của vậy luôn đi đó. Thằng này mà nó ra đời nó gặp tôi cũng đánh nó nữa. Nó đừng nói tượng Phật mà nó còn dám đập thì ai mà nó từ cái gì đó. Rồi nó nói Phật Di Đà không có, ông Thích Minh Tuệ này nó sai đủ thứ chứ nè. Mày thấy là những cái ông sư mà bài bán Thích Minh Tuệ chỉ có hai câu thôi mà giờ quả báo trùng trùng, còn mày nói gấp trăm lần của mấy ông sư tà đó nữa. Tiên mày á, trở về con đường chánh đạo đi, đừng làm tà đạo mà nhân hư bất dụng nữa. Đừng nói những lời cổ xí nữa, quý vị thấy quả báo rồi. Quý vị cũng đã biết rồi, quý vị hãy nên dừng lại đi. Đó, thở ra cái lấy dòng họ Thích đặt tên. Ông Phật Thích Ca mới dòng họ Thích, còn tụi bay là Thích đủ thứ, Thích đợi đồ, Thích cúng dường. Đó, thành thử ra bây giờ nó lộ mặt nạ tụi bay hết rồi. Học thì chưa có tới lớp 8 mà có bằng tiến sĩ Phật học. Đó. Thì bây giờ nó cũng bể ra hết rồi. Đó. Thì còn gì để nói. Bởi tôi nói với quý vị nè, YouTube giả nè, tu sĩ giả bên tôi nè, thầy chùa giả nè, bằng cấp giả nè, anh thầy thuốc giả nè. Tôi không phải nói gì quý vị về đạo quý vị giả không. Bên tôi cũng có một số tiểu nhân mượn đạo tạo đời, cũng có những chàng tu sĩ giả đi kiếm ăn. Ai mà tự xưng mình là ông đạo á, thì đừng có nói đi làm đạo mà đi kiếm gạo ăn mới đúng. Những cái thằng xà tầm bậy đó, cái người chân chánh tôi không có đụng tới. Tôi chỉ những nói những người mượn đạo mà tạo đời thôi, còn những người chân chánh thì tôi không nói. Đó. Nên đừng bài bác nữa. Còn cái em mà La Thị Miễn gì đó không biết, Lê Thị Miễn gì đó, miễn chai, miễn chén, miễn sành gì đó, đừng có nói nữa. Giỏi trong họng mày nó bò ra đó. Mày kêu người ta đầu bạc này đầu bạc nọ, ủa ông nội ông ngoại mình không có đầu bạc sao? Đó, xin nhắn với mày bao nhiêu thôi, tao không cần thèm trả lời, nhưng mà cộng đồng mạng người ta cũng đã chửi mày nhiều rồi. Đó, mày hãy sáng suốt lên, mày đừng có nghe lời cái thằng sàm tăng của mày là thằng thích đỡ đồ đó, rồi mày u minh theo nó. Nên đừng nói nữa mà mang tội. Cái xác sượt này nè, nó không đưa mình đi về đâu đâu. Mình nói xác sượt có một, cộng đồng mạng người ta chửi mình lên tới 10. Tôi không cần lên tiếng nhưng mà cũng có người đứng ra chữ thế tôi rồi. Đó. Nhân quả giờ nó lẹ lắm. Mày làm biết á, người con lên thì miệng đó, nhân quả chừng. Ngày xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Nên quý vị hãy tập theo cái hạnh của Đức Thích Ca, tập theo cái hạnh của sư Thích Minh Tuệ của mình, rồi với Quỳnh giáo chủ của chúng ta. Nó nói tôi tôn Thích Minh Tuệ sao ông rước về làm giáo chủ thì mày nói đúng đó. Tao khỏi cần ước ổng, nhưng mà sao ổng cũng sẽ là giáo chủ nữa. Biết không? Tại có mày u minh mày không biết thôi. Chứ sao này ổng sẽ là một ông giáo chủ đó. Tại vì trở về Nam là có sửa sang là mày biết ổng là ai rồi. Đó. Hay là chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm người ta mượn thân sắc của ổng thôi. Mượn tay gã tờ qua thần Hạ Bút. Đó.
nên ổng đi như vậy để thức tỉnh những người còn mê lầm, mà cái người cứ ngu muội như mà mày đó mà mày không tỉnh ngộ nữa. Nói mày thấy con ăn qua la phương chinh không, bây giờ cả nó làm khổ cho cha mẹ nó luôn, quán cơm chay mà bán bổn được, còn nó thì bây giờ ta đặt đồ nó quỷ với một cái thằng mà làm giọng đại gia đầu bạc đó, đi ra người ta cũng nhiễu cợt vậy đó, người ta cũng đặt đồ người ta ấy. Nó mà thấy không, không làm ăn gì được hết thì đừng nên phản đối nữa. Vậy ta lập chánh rành rành ba màu nắm chặt năm thành sự phân đó. Anh thèm món lạ hả? Thì phở đây. Có gì để hỏi? Tại sao mà cả thế giới và nước ngoài là cái nước văn minh của người ta chỉ là trình độ cao không mà người ta còn phải tôn kính ông sư Minh Tệ mà nó ra trong này nó cứ phỉ báng ổng, nó cứ mỗi ngày hoài. Thưa quý vị cộng đồng mạng, quý vị thấy tuyệt vời chỗ này không? Cái màu áo của sư Thích Minh Tệ mặc á, lụm vải giá trên đường hay nghĩa trang, mà cái y của ngài có năm sắc nha quý vị. Mà Đức Quỳnh giáo chủ tôi kể cho quý vị nghe, ngũ dân năm sắc năm màu, kiều quy nọ khủng lao sao vui mừng, xung dày với sấm nổ chuyển lưng. Khi ông ra đời đó, sấm nổ chuyển lưng là tại mà Hà Nội của mình, 3 tiếng đồng hồ mà 10.212 tiếng sấm. Đó, xung dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ chẳng hòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Đó, khi mà thầy Trích Minh Tệ ra đời thì quý vị thấy chấn động cả thế giới không? Chấn động cả địa cầu, khắp thế giới này bây giờ ai cũng biết ngài là ai nữa. Đó, ở bên Ấn Độ thì ngài có tên là Mahakada. Mahakada giải ra cũng là Mahakajip. Mà Mahakajip là Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi đó. Mày khỏi cần nói, cứ ông sư Thích Minh Tệ về để làm giáo chủ, ổng cũng sẽ lại giáo chủ thôi. Nhưng cái thứ u minh thì đừng nói nữa nha. Hãy tôn ngài đi, hãy trở lại con đường chánh đạo đi. Đó, rồi mình sẽ đắc quả như ngài. Rồi khi đó đó, ở tôn Hòa Hảo của chúng tôi, Đức Quỳnh giáo chủ mới nhận năm sắc lệnh của Đức Thế Tôn lâm phàm dạy thế, thì ngài mới chọn làng Hòa Hảo, thôn Hòa Hảo và mượn con của Đức ông Quỳnh Công Bộ và Đức bà Lê Thị Nhậm làm hai bậc thanh sinh. Tại vì hai vị này là hai vị cao tăng thánh nhân nên người ta mới chọn, nên mới chọn làm cha mẹ. Nên ngài mới nói: Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh bể ái hà, mượn xác quỳnh dân thân xác kẻ, tức là mượn xác con Đức ông Đức bà, chờ ngài thiên định thiết hồng ca. Như sư Thích Minh Tệ của mình cũng được người ta mượn xác đó. Thành thử ra nó có những vị Phật đều trùng hợp ở điểm đó. Mà quý vị không thấy không, năm khi mà Thích Minh Tệ sắp chữa mà ngài nổi tiếng một tháng thì ở trên trời có dằn mây ngũ sắc thể dục, thấy không, người ta quay có dằn mây ngũ sắc đó. Thì thầy mới nói là mà cái màu áo của ông là cũng năm sắc đó, ngũ dân năm sắc năm màu, kiều quy nọ phụng lao sao vui mừng đó. Mấy xung dày sấm nổ chuyển gian, quý vị thấy sấm nổ ngoài Hà Nội không, là chuyển gian đón mừng một vị Phật tăng thánh tăng ra đời, chứ không phải là ngài là một bậc đơn giản đâu mà quý vị tiễn bán hoài. Miền Bắc của quý vị là có Phật ra đời, có thánh nhân ra đời đó quý vị. Nên nước Ai Ba Ấn Độ ta ra, ô Việt Nam có Phật, Việt Nam có Phật, quý vị thấy hy hữu không? À, còn những cái thứ xàm tăng nó phỉ bán những cái con mà theo mấy thằng đạo tà đó, mà đặt khua môi múa mỏ, tụi bay sẽ trả giá một cách đau khổ luôn. À, chứ đừng có nói nữa, xin quý vị hãy dẹp đi, đồng dẹp gác âm thinh sắc ướt, đo chấn hưng Phật cháu mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo đó. Ngài là Phật rồi mà ngài nói là tai cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nên khuyên cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ anh cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo đó. Mấy hồi thế kỷ phản trong tính sáu trước kỷ nguyên Tây lịch đời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập Tam Thừa, thở Trung Quốc nhà Châu Kiêu đấy đó. Thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm để tu. Vậy em có cái ý nghĩ tại sao á là các nước mà 2700 năm không có thánh nhân ra đời mà nước Việt Nam mình có thánh nhân ra đời là quá quý báu, mà tại sao mình ở trong nước mà mình không tôn vinh mà rồi mình đi phỉ báng gì vậy? Cả Trung Quốc mà nó còn là hàng tượng ngày ngày để thờ đấy, là
Bởi vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là kẻ xa thì mến nước ăn, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Ganh ghét khinh khi là như cái thằng mà nó nói nó tu chung với ông Thích Minh Tệ, nó có được vô hàng rào chùa đâu, khi mà chú còn khi ông Cao Tăng đó, ông viên tịch rồi nó mới được vô, nó chia của. Nên quý vị hãy bỏ những cái thằng đó xuống cộng đồng, xuống ống cống đi. Hãy vùi dập mấy đó đi, bây giờ nó đang trả quả báo, cả sớm của nó đứng lên tố nó. Nên quý vị biết là mình nói một lời mà bắt chánh, quả bắt chánh nó sẽ đến mình. Mình nói một lời chánh đạo thì cái nghiệp thiện chánh đạo người ta sẽ đưa đến mình. Đó. Tại sao Ngài ra đời, Ngài không nói gì hết, Ngài không mở miệng nói gì hết. Phải mà ổng nói nữa, quý vị học được bài bát nó cỡ nào à? Ổng chỉ xin con đi để giải mã cho cuộc đời con đi để cứu rỗi cho cha mẹ con. Nếu mà ở nhà nuôi cha dưỡng mẹ thì lỡ chết rồi ai mà cứu đó. Nên một người đắc đạo là cứu giới đồng họ tổ tông mình tới 7 đời đó. Về cực lạc thảnh thơi an dưỡng ấy là Ngài ban thưởng công tu. Thành thử ra ổng phải đi để cứu cho cha mẹ thân tộc của ổng đó. Quý vị biết một người đắc đạo thì giớt được bao nhiêu người. Nhưng mà cái chuyện giớt thì chỉ có người đắc đạo mới giớt được thôi. Còn cái người tà đạo đó quý vị thấy rồi, cái gì họ cũng mua hết cái quý vị. Mà vì đời nay chúng nó dụng tiền quý vị cũng đã hiểu rồi. Nhiều cái clip mà tôi nói có thể trùng nhưng mà quý vị thông cảm cho tôi. Tại vì đây là nước cốt của thầy tôi. Tôi phải nhắc cho quý vị nhớ để tỉnh ngộ. Thưa quý vị, hãy trở lại đề tài ông Thích Minh Tuệ của mình. Chứ không phải là ông chết như lời của gì đồn thổi đó. Làm gì ông chết, ông có sứ mạng mà lâm phàm để giải thế, làm gì mà chết. Bậc thánh nhân công lao chẳng chán, nên không có ai mà bài ông được, giết ông được hết. Ông ẩn hiện hay là thị hiện là quyền của Ngài. Như Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo của tôi nè, nếu Ngài không mà vắng mặt để đo lòng tín đồ, ai siêu ai ngã ai bền, lòng lừa gạo cội lập nền quốc gia, thì mấy cái thằng tu sĩ túi ở bên tôi á, nó đi kiếm ăn á, thì nó đâu dám bỏ thầy mà nó ngồi đó hoài. Nó đâu dám bỏ theo đạo khác, phải không? Nó đâu dám lừa quý vị là hốt tiền quý vị. Thì đạo nào cũng có những hàng chỗ tu hết. Nên quý vị hãy trở về nội tâm, phải nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, rồi làm những việc từ thiện, quyết gửi tấm lòng cho trong sạch. Quý vị biết không, quý vị mà mở hồ bao bố thí như mấy anh đại gia mà chở gạo về tỉnh Gia Lai bây giờ đó, ngày nào có mười mấy chiếc xe chở trơn. Cảm ơn quý vị mở hồ bao bố thí cho tỉnh Gia Lai. Quý vị hãy phước nhỏ đừng bỏ mà ác nhỏ đừng làm. Xin tôn dương các chị ngoài Bắc, ngoài Trung và Việt Nam chúng tôi, quý vị đã làm theo cái lời chỉ ngày gài gặp ta. Nên thầy mới nói là sát trần để lợi làm quà, lời thăm bốn phía ngọc tòa ta lui. Âm dương cách trở xa xuôi, nhắn cùng bột ba tánh chớ nguôi tắt lòng. YouTuber bây giờ tôi nói quý vị nghe nè, cũng có những cái thằng gian manh xảo trá đi lường gạt, dựng chuyện, chuyện có nói không, chuyện không có có. Quý vị chờ coi ha, những cái thằng mà sắc sượng nó sẽ bị đánh sập kinh hết trơn đó. Đại dựng lên nói những từ tầm bậy, nên hãy trở về con đường chánh đạo. Thành thử ra quý vị thấy Cao Tăng Thích Minh Tuệ của mình không? Ngài có làm sai gì quý vị đâu. Nếu làm chặt thì người khác làm chặt, chứ chẳng phải ông làm chặt. Quý vị cứ lên bài bác hoài. Mà cái chuyện của quý vị bài bác ông á, thì không có phải mà hạ nhục ông để cho ông mất uy tín hay gì. Cả thế giới này người ta tôn sùng ông là cả thế giới mưa hòa gió thịnh, tạo nền móng khánh quân đặt những nơi chiều ca mới gây dựng tôi hiền. Giờ hát câu thiên lý dị nghiêng, nên còn đại thiên quay nấy lĩnh. Tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong khán quan vào cửa xem tuồng. Từ ngày sắp tới là khán quan vô tuồng để diệt quý vị đó. Đó, mong khán quan vào cửa xem tuồng. Bỏ cùng cây điểu thú chi muôn nhân với giặc quần lai bụng tánh. Đó mới biết ai là phần thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đó. Cái lỗi đạo nhà này có nhiều lắm quý vị. Mình làm đạo mà không giữ lực đạo. Mình ở trong một cái đất nước mà không chịu ủng hộ đất nước ta. Cứ bài bác đủ thứ trên.
dù mình chưa đủ tài lực đổ đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp ở quê hương ta, gắn chắn đừng làm điều gì sơ sức đến nỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đã đền ơn cho đất nước vậy. Quý vị thấy không, Phật giáo nè, Thiên Chúa giáo nè, Cao Đài giáo nè, những vị xuất sắc này còn phải tôn Ngài Thích Minh Tuệ chúng ta. Ngài tôn với một cái sự mà kính nể, một cái sự mà tôn dương. Tại vì ba đạo này, một cội xanh, ba nhánh yêu nhau. Má, có tánh chánh tự nhiên phải có tà. Chánh tà hai lẽ khó phân ra, nhưng mà quý vị phải phân nha. Má, thành thử ra mình này, mình như con một cha, phải dìu dắt lẫn nhau đi vào tầm đường chân lý, để đáp tạ tấm chân tình chiếu khổ của thiện tính. Đó, cả tới đạo nào người ta cũng tôn dương Ngài Thích Minh Tuệ hết. Thì quý vị là hạng phàm phu tục tử, đừng nói nữa mà mang tội. Đó, mình phải trở về nội tâm để tu đi, để giải mã cho cuộc đời của mình. Mình không giúp đỡ cho được ai thì mình nên rèn trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chân. Chứ đừng có nói thất thiệt hoài. Cái chuyện người ta kính ngưỡng Ngài á, người ta kính ngưỡng một vị nào đó thì không có sai. Như thằng Thích Đỡ Đồ của mình nó bài bát bài chú nó sao vậy đó. Xin thông báo cho quý vị biết nha, từ ngày khách tới tụi nó tắt thu bài chú nó sao đột chững luôn quý vị. Đó, còn mấy bay là xàm tăng, từ ngày tới ta bỏ tụi bay xuống ống cống rồi, không ai cúng dường cho tụi bay nữa đâu, chỉ có cúng chiếu cho tụi bay thì có. Là chú nó sam bị gì á, tất cả người ta đi lại cúng, ta tin tưởng bả độ cho làm. Trời ơi, đại gia lại cúng công đó. Cả tới nước ngoài luôn đó. Quý vị biết không, bà là lợi ích cho một ở núi Sam đó. Ngày xưa ở đó ta bị truy đuổi nên bà mới ấy đó. Thành thử ra người ta mới kính ngưỡng như vậy, mà bà đã hiển thánh về trời rồi. Bà đã thành một vị Phật nhân, một vị thánh nhân rồi. Chứ ngày xưa mà phỉ bán bà là bà bẻ cổ liền tại chỗ. Quý vị thấy cái những cái bà bạn hàng ở ngoài châu Đốc nè, ngày xưa chỉ nói bà một câu thôi là học máu tại chỗ. Còn cái thằng Thích Đỡ Đồ, Thích Chân Quang đó, nó phỉ bán bà là tại bà tu rồi. Chứ không thôi cái nó cũng học máu ra rồi đó quý vị. Nó, chứ đừng có bài bác người ta. Đó, bài bác người ta mà mình làm được như vậy không? Đó, bây giờ đó hay nổi tiếng là bà chúa núi Sam chúng ta đó, bây giờ các tín đồ đều quy ngưỡng về bà hết. Tại vì những anh đại gia người ta còn mặn ăn kinh tế, người ta nhờ bà mà kinh tế người ta làm nên, nên người ta cúng bà như vậy đó quý vị. Người ta đem gạo trùng trùng điệp điệp, mà tôi nói thiệt chứ quý vị ha, tại vì cháu tôi có làm trong đó nên tôi biết gạo đó là chính quyền ở đó ta cũng phát cho dân nghèo nha. Người ta không chứa dựa như mấy anh xàm tăng mà để mà tới móc môi rồi đi bán cho những người mà nuôi cá để ăn, hay gà vịt ăn. Mấy anh tội vô cùng luôn. Còn cái này á, gạo có là chính quyền người ta sắp xếp hộ nghèo là bao, mà hàng tháng người ta cho bao nhiêu ký đó, là người ta bán gãi hết trơn. Chứ không phải mà ôm như mấy anh một tay nắm cánh qua xe, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Đó, mấy anh tôm góp để đi về đâu, xuống địa ngục tôi chứ không làm gì được đâu. Nên đừng có bài bác nữa. Một là đụng tới bà chúa nè, hai là đụng cao tăng Thích Minh Tuệ nè. Đó, rồi ba là đụng tới dân tộc người ta nè. Như vậy đó, quý vị mới nhìn rõ cái bộ mặt của những thằng xàm tăng, những thằng Thích Đỡ Đồ, những thằng Thích Cúng Dường. Đó, nó nói một đường mà nó làm một nẻo. Đó, thành thử ra ông Hùng Râu nó cấm gì, cấm một năm mà bây giờ nó cũng giặt bố láo đó. Đó, rồi nó chê tới đụng tới bà chúa nói sao, bả bây giờ bả tu chứ ngày xưa mày đụng bả là mày bỏ mạng mày, nó Thích Chân Quang. Đó, mày hết chuyện nói rồi, mày đụng còn là vị cao tăng mày nói không à. Nhưng mày chê Thích Minh Tuệ là bà đồ bà trợn ba lơn, rồi bây giờ cộng đồng mạng người ta trả lời mày gấp tỷ lần không. Đó, thành thử ra mình là mang cái áo sứ giả Như Lai, mình cạo đầu để làm một thánh tăng thì phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi tốt ra đoan tránh thiện từ, tích thiện từ thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Đó, ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thiên thừa quyển hoặc đủ điều, ghét người thì kiếm chuyện vợ thiêu, mà thương diện lẻ thấp cao bào ngựa, đời bất công mấy ai xem sửa, mấy ông không có xem sửa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tùng.
cái thằng lãnh đạo mà đi qua thì ở dưới người ta không có phục. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công mạng ở nói năng trơn trật. Đó. Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mờ khó ước. Nên môn tịnh độ là phương cứu cánh gắn phụng hành kẹo phụ Phật gia. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, trong tiền giác ước đưa sạch chúng. Mấy trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Cái nhân tài mà hữu dụng như Đại Đức Thích Minh Tuệ chúng ta, kẻ tu hành đa phước thì nên. Còn những cái thằng xàm tăng lên nói những điều cổ xí thì không làm lợi ích cho quốc gia, không làm lợi ích cho nhân sanh và chúng tộc. Đó, như vậy mà tụi bay á, cứ là đại đức, đại đức, đại đức hoài. Đó, đại đức, à, học đại đó phải không? Mà xưng mình là có bằng cấp này, bằng cấp nọ này kia, bằng cấp giả, bằng cấp vua không à, chưa có đậu cái lớp 8 không, mà có bằng cấp là gì đó quý vị biết rồi. Bây giờ công an nhà nước ta đang vô cuộc, nó thành thử ra cái thằng Thích Chân Quang này nó bố láo lắm quý vị. Cách đây gần 20 năm khi tôi mới vô đạo Phật giáo Hòa Hảo nha, nó nói với Phật tử á, nó nói nó đang tìm được cái cảnh giới địa ngục mà cả ngày xưa Đức Phật còn chưa tìm được, là nó nói nó hơn Đức Phật đó quý vị. Nhưng mà tôi cấp đó là tôi đã tát vô mặt nó rồi, tôi nói Thích Chân Quang. Tại vì Đức Phật á, đưa người ta về thiên đàng nên không có kịp cảnh giới địa ngục làm gì. Còn mày tìm cảnh giới địa ngục để mày dắt Phật tử mày xuống địa ngục, là cấp đó 20 năm là tôi đã vô mặt nó rồi. Nó không phải đợi mới tới bây giờ đâu. Khi mà tôi vô chùa đó đó là tôi không vô giếng luôn, mà tôi ở ngoài nhịn đói tôi ra mua chỗ khác, tôi mua bánh mì ăn chứ tôi không cần ăn cơm của cái chùa của nó luôn đó. Đó chứ không phải nó mới bố láo đây đâu quý vị. Nó chê đủ hết đạo này tới đạo kia, mà nó là cái thằng Thích đợi đồ, thằng Thích cúng dường, thằng Thích quan dâm vô đạo rồi đó. Và bây giờ quý vị thấy bể hết trơn á, mà vẫn còn chê Thích Minh Tuệ hoài. Những người thiếu phụ, những cô thiếu nữ, những anh chàng đừng lên nên đụng tới cao tăng Thích Minh Tuệ nữa. Ông không bài quý vị, ông không trừ quý vị, nhưng mà đừng, nhân quả sẽ đào thải quý vị, người ta sẽ trả quý vị bằng một cách đau đớn. Tại vì quý vị giai một thì quý vị sẽ trả 10, tại vì quý vị là bất chánh, nói những điều mà sách thượng xúc phạm đến nhờ bậc thánh nhân, bậc vĩ nhân, bậc Phật nhân, thì quý vị sẽ trả một quả đau ông kinh hồn đó, chứ không phải là quý vị được tồn tại đâu. Còn một cái thằng mà tao xin nhắn gửi mày, nói mày đọc ba tượng Phật á, mày chờ coi quả báo sẽ đến với mày trong nay mai thôi, không có xa đâu. Hồi đó giờ tao chưa thấy ai mà dám đập tượng Phật, dầu cho cái thằng ăn cướp giờ cũng chưa dám đập tượng Phật. Mày là hơn tội ăn cướp nữa, mày sẽ tự mở con đường quả báo đi vào với mấy thằng sạp băng này nè. Người ta với giết của cướp người ở ngoài đường, chứ vô chùa người ta gặp tượng Phật mà ta còn phải lại nữa. Còn mày dám đi đập tượng Phật thì mày gan trời rồi. Mày còn lên cộng đồng mạng mày phê, mày nói không ai dám đập, mày dám đập. Đó, mày chờ coi quả báo tới mày nha. À, sợ quả báo chưa tới mày, dân chúng sẽ lôi đầu mày. Lôi đầu mày nhận xuống. Thành thử ra quý vị hãy trở lại nội tâm. Mình ở tại nhà đi quý vị, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo hèn. Lo xài trà ngủ xình xòn, chừng khổ não phàn nàn căng số. Lời chuyện sống như bài tốn đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Rồi bây giờ đó, YouTube thì người ta cũng đánh sập kinh nè. Là cái những anh chàng YouTube mà mượn đạo tạo đời giả dối đó, cũng lên nói những điều thất thiệt đó. Thì bây giờ người ta nằm bên cái lượt YouTube, người ta trả tiền, người ta cũng đánh quý vị nè. Rồi những cái anh đồng đạo bên tôi mượn đạo tạo đời nè, thì cũng mắc mặt hết trơn rồi. Rồi những sàn tam, sàn văn quên quý vị thì nó cũng bể mặt nạ ra hết trơn rồi. Thì đó quý vị thấy không? Nhưng mà giả thì cũng phải có thiệt. Còn một số đồng đạo người ta thiệt tâm, người ta đi làm những việc từ thiện. Như ở trên đình Long Thuận gì đó tôi coi đó, anh Bùi Văn Dùng anh đưa lên đó, 300 người đi làm dầu mũ đó quý vị,
mà cái ông mà đứng chủ trương làm giàu phụ là không khuyên góp, ai đưa tiền ông cũng nhận ấy. Người ta tự đóng góp với nhau để người ta làm lên một việc đó. Mà cái dầu mùa u này xin quảng cáo với quý vị cái lắc ngay nha, cái người nào mà bệnh đàn bà sức cũng hết mà bị chỉ mà ra máu đó sức cũng hết, chính tôi là người xài nè, nên tôi nói quý vị có bệnh đó, thì quý vị nên đến đó để mà xịt. Ngày xưa ông từng gỡ chỗ này chỗ kia nhưng mà giờ có nhiều người lường gạt nó thì ghẻ lầy rồi đó quý vị, sức rất là hay, thành thử ra người ta không gỡ cho quý vị nhiều nữa là tại vì có những người lợi dụng gạt lường, người ta xin nhưng mà để người ta bán lợi. Như thuốc mà cà ga leo đó, trị gan đó quý vị, ngày xưa thì gỡ đó nhưng mà người ta cũng lợi dụng gạt lường người ta bán. Nên vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa, mình có bệnh thì nên đến đó để mình xin. Hai quý vị lợi một cái nhà thuốc nam nào đó người ta cho quý vị một hũ, chừng nào hết mình lợi mình xin nữa, chứ cho nhiều bây giờ người ta cảnh giác rồi người ta không cho nữa. Từ cái gỡ đi đó người ta bán, thành thử ra bây giờ người ta cẩn thận lợi rồi quý vị. Có nhiều cái tin kêu mình gỡ đó là tàn nhà. À quý vị đừng có kêu nữa, bây giờ ở đây trên không ai gỡ cho quý vị nữa đâu. Thành thử người ta đã bắt nhiều người mượn đạo tạo đời rồi, nên người ta không gỡ nữa. Mình cần thì mình lợi đi. Mình cần thì mình lợi. Rồi bây giờ nói quý vị nghe nè, có người giả thì cũng phải có người thiệt, như đồng đạo chúng tôi đi mặn gì đó. Quý vị thấy đạo Phật giáo hảo không? Làm các việc từ thiện, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Má. Nên cư sĩ tại gia phải cần kiệm sốt trắng lo làm ăn, lo tu hiền chân chắc còn dư bố thí giúp đời. Đó là lối tu thượng thừa đó. Mà mấy anh sàm tăng lại nói là tu theo Phật giáo hảo không có đắc đạo. Thưa chị, nhờ chị chia sẻ giùm cái mẫu chuyện bên thầy mà em có nghe mà đó, thầy đi Tà Lơn á, mà qua cái suối đó rồi cái thầy lội dưới á, mà có ông gì đó ổng đi trên cái đi vòng á, rồi thầy kêu là thầy đi sao thì ông đi theo gì đó, đó là cái ý nghĩa. Nhờ chị chia sẻ giùm. Cái ông đạo đó hình như là ông đầu thành bá hay gì đó. À, khi mà đi đến Tà Lơn thì có một con suối lớn lắm quý vị, tôi có đi chảnh mấy lần tôi biết có con suối bự lắm. Thì ông mới gặp cái cây ngã, thì đức thầy mà lội dưới suối thì thầy đi lên, còn ông thì đi lên trên cái cây, ông Ngô Thành Bá. Nên thầy mới nói sao ông đi như vậy, nó dạ thưa thầy cái cây này nó ngã mình đi sướng quá thầy. Thầy nói ậy, thầy đi đường nào thì trò phải đưa đường đấy. Đó là thầy cảnh giác mình phận môn đạo để phải lo dung quen. Tức là thầy đi dưới nước mà ông lại đi trên cây. Rồi có một mẫu chuyện nữa, khi đức thầy dẫn đức ông đi núi Tà Lơn thì đức ông cũng đi trên cái cây ngã vậy đó. Thì đức thầy mới lấy cái giò cái của đức thầy đó, thầy mới ấn vô cái gốc cây. Thì cái ông này á, ổng là một cái ông gắn hổ mang á quý vị. Thầy ấn vô thì ổng dùng mình, cái đức ông tuột qua bên kia, đức thầy đứng bên đây. Thì cái gốc cây đó nó bự, cũng như là cái hình ông gắn nó bự vậy đó. Giữa hai người mà gớt xuống hai bên thì giờ cũng thấy nhau. Thì ông cả mới la lên, cậu Tư ơi, cậu Tư, cậu đâu rồi? Nó, thành thử ra quý vị biết không? Thú to, gắn to tên gọi mãn xà, trên gừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần hộ cho. Còn nếu quý vị không tu tỉnh chuyên cần mà ở đây nói những lời thách thiệt hoài thì quý vị phải trải qua những cái giai đoạn mà gắn to tên gọi mạng xà trên đường nó xuống nó tha dương trần đó, chứ quý vị không chạy khỏi đâu. Ở dưới sông á thì có ông Năm Chèo, mà trên bờ á thì có những vị đó. Thành thử ra quý vị phải trở về nội tâm tu nhân hiền hậu cũng hay, dạy đời phải biết ngày gài cho tinh, mới rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in giảng này. Thấp cao các bậc chớ chạy, kẻ ngu người trí nghe thầy dạy phiên. Sốt phia bá tánh cần chuyên nghe lời dạy sửa, cảnh tiên dựa kề. Nó thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm tu gấp gấp lên quý vị. Với em vừa hỏi câu vừa qua thì thầy nói là tôi đi đường nào thì ông đi theo đường đó. Thì cái ý nghĩa cũng như là thầy tu bằng cách nào mình tu theo cách đó. Thầy tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta sẽ hành theo cách đấy. Đó, thành thử em phận trò thì phải vậy đó. Còn những cái ông sàm văn á, Đức Thích Ca dạy một đường thì ông lại nói một nẻo. Cái điều ngăn cấm thứ ba là cấm tà dâm, mà ông nói đừng phản bội ông. Bị ông tà dâm quá rồi mà ông không giải ra cái câu đó thì ông lọt vô cái chỗ tà dâm bánh ấy tù đài của người tham nhũng nghề này chứ không. Đó, thành thử ra muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc chữ tà dâm đứng trước, sách sự thường bảo như thế.
lần dở xem thử thách đều thấy tội nọ được lan diễn khắp nơi nơi, từ chào nội đến thứ dân, từ trong gia đình đến kẻ xa người lạ, đó là mầm gây thảm họa. Thành thử ra mà ngộ nghe quý vị, mấy cái thằng mà nó tự xưng nó là tu lâu này kia, sao mà nó mê đàn bà trên quý vị, bên tôi cũng có. Thành thử bơi bộ tu lâu nó chết thèm hay sao đi, chứ người ta tu lâu người ta phải diệt cái chỗ đó, còn cái này nó diệt không có được, nên nó tu lâu nó chết thèm. Quý vị thông cảm cho những cái thằng tà này đó. Thành thử ra từ gài sắp tới diệt tà đập chết rành rành rồi, không có còn thu nhập nhiều để lớn lối nữa. Nên chị nói thì nói những cái số tà à, không, em tôi chỉ nói người tà đạo thôi, người chánh đạo là không bao giờ tôi dám đụng tới, tại vì cái ông nào nói điều chánh lý thầy tôi giải khá dân lời, một ông sư mà nói chánh lý tôi phải quỳ xuống lại ông đó một lại cách đây 20 năm má. Còn những người tà đạo là thầy cho phép là chẳng có gì có dung kẻ quấy, cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm dân lừa biết mấy nhiêu lần nó sám hối mà nó không có sửa má, sám hối để phỉnh gạt người đời thêm thôi chứ không có sửa. Thưa quý vị, Đức Quỳnh giáo chủ dạy hãy gán cao thân dưỡng tấm lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cội phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành đó. Chớ nhiễm trần hoàng đụm phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chi bằng nhớ lợi câu hồng thệ, tỉnh ngộ nghe thầy dạy hỡi con. Hỡi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh. Giải mê can chỗ này tôi hơi quên khúc sau rồi, quý vị thông cảm nha. Nên quý vị ơi, tại vì thầy viết 8 cái câu quải đôm này nè, thì có mấy ông đồng đạo cãi với nhau, nên thầy mới lên viết cái bài 8 câu báo hiếu đạo nhà cho quý vị. Tức là mình làm chữ hiếu mới hay, chứ mướn người ngoài cầu nguyện xó kêu là quý vị mướn mấy cái ông mà tăng mà đi tụng kinh, mượn kinh lưng tụng mướn lấy tiền của quý vị, nên không có phước báo cho cha mẹ mình. Nên kẻ mắt cho ăn xí khó hiểu là gì nè quý vị, khi cha mẹ còn sống quý vị không nuôi cha dưỡng mẹ, khi mà chết rồi á, thì mua một con vịt bự, một con cá bự nào đó sắp đi ngang, thì chồm sớm ta hỏi mày bữa nay mày mua cái gì mà bự dữ vậy, nói tôi bữa nay tôi cúng mẹ tôi à. Đó, kẻ mắt cho ăn xí khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay đó. Nên cha mẹ còn sống quý vị hãy cho ăn đầy đủ đi, chết không cần quý vị phải cúng, quý vị chỉ dọn lên vài chén cơm một dĩa muối nào đó quý vị cúng cũng được rồi. Tại vì kẻ mắt cho ăn si có hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai đó. Thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm. Từng... chị cho em hỏi một trong cái đoạn giảng tứ thánh của chị, em có nghe cái đoạn mà hiếu manh mà chảy gốc đền, chị dâu làm bé có bền hay không đó, chị giải thích cái đoạn này. À, chứ manh mà chảy gốc đền, chị vô làm bé có đền hay có bền hay không, với đời gái lấy hai chồng, gái lấy hai chồng là quý vị biết ai rồi, căn giữa của vợ hai căn của chồng đó. Thành thử ra cái đời đó là đời lộn lương can kỹ hổ mang tiếng đời đó. Một cái bà thiếp phụ này mà bà lấy tới hai anh em đó. Thành thử ra bây giờ hai người này tao qua đời rồi nên tôi không có nhắc lại, nên chị vô làm bé có bền hay không, với đời gái lấy hai chồng, ông thánh ông nói thì ông không có gì ai, chẳng có gì có dung kẻ quấy, nên quý vị biết rồi. Nên quý vị hãy trở về nội tâm, mình làm một vị đàn bà phải chung thủy với chồng đó. Nên đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò gắt khách cốt với nghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến hết. Chẳng những người thiếu phụ phải yêu chồng này kia, phải giữ chiếc tiết trinh, còn những anh chàng mà đàn ông này nè, mấy anh cũng sắc sược lắm, mấy anh cứ kê bên phụ nữ tôi hoài, chứ mấy anh là cái người vô đạo nhiều nhất á. Mấy anh có vợ rồi mà mấy anh gặp người đẹp ngoài đường là mấy anh dồn cứ bằng ngang không gớt cặp mắt của mấy anh, cái đó là cũng là tà đạo đó. Nên mấy anh nói người nào có người cái chị. Em thấy chị không biết chữ mà sao cái gì chị cũng hiểu trơn, chị hay quá. Lý do sao thành thử ra quý vị đừng có dòm nữa, dòm vợ người khác mình cũng có tội đó, mình hãy dòm ngay vợ của mình đi, còn những cái anh chàng mình chết thèm đó đừng nên dòm vợ bạn của mình nha. Chơi với bạn mà không dòm vợ bạn là người phản chất gì đó, nên đừng có dòm vợ bạn đó.
mà hãy dòm gái ngoài đường, mà dòm gái ngoài đường cũng được nữa, rồi mình sanh lòng tà nữa. Thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm, cái hố sâu tình dục lại ghiền ghiền cho đến lúc chúng thiên qua tài, quý vị không có làm được gì đâu. Nên nha, bây giờ chỉ có tu thôi, tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm liên khùng. Hay là gán tu đắc đạo cứu củ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dòng học cơ quyền. Đó, nó thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm để tu, để vớt được linh hồn của tổ tông mình tới bảy đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng. Đó là ngày ban thưởng công tu. Thưa chị, em có nghe trong 10 điều khuyến tu á, là thầy có nói là thiệt thòi cam chịu đã đành, du di phẩm vị thầy dành cho con. Mà hồi đó giờ em sống em bị thiệt thòi quá, mà sao em nó chưa có được cái gì sang. Thì bây giờ du di phẩm vị ta dành cho em rồi đó. Tại chị ở địa phương em thì chị gành em rồi, nên ta cũng ban cho em rồi đó, em than phiền gì đó. Thiệt thòi cam chịu đã đành, du di phẩm vị thầy dành cho con. Đó. Cái người mà chịu thiệt thòi như ngài Thích Minh Tệ đó, nhiều thử thách đang gây con đó chớ ngã lòng, không có tiêu tan việc chi còn ở trần gian là điều quyển hoặc chớ mang nơi lòng. Đó, thành thử ra mình thiệt thòi cam chịu rồi, quý vị tình bạn bè phải giữ thị chung, luôn luôn tha thứ phan dung, ngộ nhũ phiên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Cái gì đâu mà đứng lên nói tu chung mà bôi bát tay hết người này tới người nọ. Thành thử ra quý vị không chừng được cái miệng của quý vị thì quý vị đâu có làm được bậc thánh. Nên là thì cái câu chị mới vừa nói qua, em sợ đôi khi cái những người hiểu không rõ rồi cái bình luận nói chị nói vôi bác người này người kia. Nhưng mà em thấy là chị là một người tránh cực, chị nói là nói những cái người làm sai đó, chứ không phải là muốn nói ai nói. Tôi không có xúc phạm những người làm đúng, mà nếu mà tôi không nói mà tôi không bài trừ những người làm sai thì những người làm đúng làm sao quý vị biết, phải không?